Trà chanh giã tay Quảng Đông, chanh nước hoa Quảng Đông nè. Đường nước, trà nhài, chun ki mơ sơ di. Các dụng cụ đi kèm các bạn nhé, cho đá vào sắt cơ. Chảy giã chanh nè. Cắt chanh. Cho chanh vào sắt cơ, cùng với đá. Mình giã thôi nào. Giờ mình cho trà vào. Chun ki mơ sơ di. Đá lạnh nè. Giờ mình lắc nào. Cho ra ly thôi. Mình để có hai lát chanh trên miệng ly, cho ly nước thêm phần hấp dẫn. Giờ mình test thử nha. Ôi ngon, quá tuyệt vời các bạn ạ. Các bạn cùng làm thử nhé. Mình xin kết thúc video tại đây.